Ngày 20 tháng 8, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã tổ chức tặng quà hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận Ô Môn. Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã đến Trung tâm Y tế quận Ô Môn tặng 300 bộ đồ bảo hộ y tế chống dịch được vận động từ công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp Cần Thơ. Đồng thời hỗ trợ khu cách ly y tế tại trường Trung học phổ thông Lưu Hữu Phước với số tiền 10 triệu đồng và các nhu yếu phẩm như mì, nước suối, sữa trị giá 2 triệu 500 ngàn đồng.